Vâng, xin chào tất cả các bác nhé. Ngày hôm nay thì em lên cho tất cả các bác một cái bản test về dòng loa MC Sound thương hiệu của USA Bass 30. Và cái đôi loa Bass 30 này nó sử dụng cho mình nó là check neo và một cái Bass 30 phải nói thực sự luôn là đánh rất là bạo lực luôn. Và con này thì hôm sau sẽ test cho anh em thêm cái độ phủ của nó luôn nhé. Thì nói với anh em luôn là con này thì nó một dòng loa phải nói luôn là chơi karaoke gia đình hoặc là anh em gì chơi sự kiện thì rất là thoải mái luôn. Con này thì tiện thể em sẽ báo giá luôn từng cái bộ dàn nhé. Và cái bộ dàn này các bác có thể là tham khảo và em báo giá rất là chi tiết. Nên là anh em nào mà muốn mua hàng thì xem kỹ nhé. Trước tiên đó là đôi loa MC Sound zin đẹp xuất sắc như thế này. Thì nó chỉ có 8.500.000 đồng. Đó là giá nó còn rẻ hơn tầm được 1 triệu so với giá ở thị trường anh em nhé. Và gì ạ, giá đấy em đã bao cước rồi. Hàng bao zin bao đẹp. Và tiếp tục đó là một con công suất 800W. Đó là MA1006. Nó là gì ạ, 3.500.000 đồng. Một con vang X5 hai nguồn phím mềm là 2.500.000 và micro tay da cá là 2.500.000 đồng nhé. Giá cả bộ dàn thì các bác có thể là cộng lại hoặc là bác có nào có thể thêm súp. Trước khi đến cái bản test thì em sẽ cho các bác nghe qua xem qua đó là cái nội thất đây. Nội thất thì em đang tháo ra cho anh em này. Đó nó sử dụng cho mình đó là một cái con chép neo và đời con này cũng rất là cao anh em ạ, đời 2017. Đây, chép neo này, anh em nhìn này. Nên là cái độ phủ em nói luôn là cực kỳ là tốt anh em nhé. Đây là cái dải, mà đây là cái bát này. Bát đít hơi có hiện tượng là gù, đấy, gọi là bát đít gù và xương đa chấu. Con này là từ 19 con 76 anh em nhé. Đấy, bát rất là gấu luôn, cái bát này đánh cực kỳ lực luôn anh em nhé. Ok chưa, đấy là cái nội thất. Còn bây giờ sẽ test qua cho anh em nghe một cái một đoạn test. Riêng cái đoạn test này thì các bác có tai nghe, các bác đeo tai nghe thì nó phải nó đã ơi là đã luôn. Nhớ là các bác có tai nghe thì đeo vào nhá. Đấy, hoặc là các bác có thể là nghe những cái lúc nào mà nó đỡ gọi là không ồn ào ạ, tức là nó không khi đấy anh em nhé. Đây, bắt đầu sẽ test cho anh em nhé. Các bác có tai nghe đeo thì thực sự luôn nó mới cảm nhận được cái chất âm của những cái đôi loa MC Sound xịn này. Đây là một bài test có cả bát, mid và chép. Hiện tại cái bản test này là nó đủ cả 3 giải bass, mid và treble nhá. Anh em có tai nghe đeo vào nghe thì thực sự nó sướng luôn. Con này bass 30 là form dáng thùng cân sâu này anh em và lỗ thông hơi phía trước anh em nhé. Loa này thì bao đẹp, e-căng của nó là màu nâu còn lại là màu đen. Có một cái thanh nẹp MC Sound đây, một dòng thương hiệu đến từ USA. Ok anh em nhé. Một cặp thì có giá là 8.500.000 đồng. Giá đấy em đã bao cước vận chuyển cho anh em rồi. Còn bộ dàn thì anh có thể là cộng thêm, đó là đẩy công suất là 3.500.000, micro 2.500.000 và vang 2.500.000 này anh em nhé. Giá đây đã bao cước rồi. Hôm sau em sẽ làm thêm cho anh em một cái bản test về
cái karaoke và cái với đã đánh sự kiện anh em nhé. Rồi anh em có nhu cầu liên hệ cho anh Kiên nhé.